Vâng, xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cao Hiền Audio ngày hôm nay. Em xin được giới thiệu đến tất cả các bác một dòng micro với thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Hàn Quốc các bác nha, Mebosung M3. Thì đối với con này, các bác có thể nhìn thấy một cái bề mặt của nó rất là sang trọng, rất đẹp, và con này hiển thị cái quắc cam các bác nha, quắc cam. Và ở trên này thì các bác có thể set up được cả cài đặt 3 số, cả cài đặt 6 số. Đấy, hiển thị rất đẹp. Và đối với dòng sản phẩm này thì nó có một cái mặt màu trắng ngà kết hợp với kính màu đen, và một nút volume, nó có cái hệ thống phát quang ở đây cũng khá là đẹp, hai nút volume nằm hai bên. Và đối với cái dòng sản phẩm này các bác có thể nhìn sơ qua, đầu thu nó rất là đẹp luôn các bác nha. Và tất cả cái đầu thu cái kính em bây giờ thì mới bóc xeo, chứng tỏ là một điều là mặt của nó thì còn quá đẹp, đầu thu đẹp và thiết kế cực kỳ sang trọng, mềm mại, êm ái. Đối với tay của bộ micro này thì em cũng nói luôn là tay nó có mấy loại chui này đó, và tay chân thợ cũng đã dọn dẹp vệ sinh đấy, rất là đẹp rồi. Và nhìn chung một dòng sản phẩm nó được đánh giá là nằm trong phân khúc là ít tiền đấy, dùng một từ thẳng căng là ít tiền, nhưng chất lượng âm thanh của nó thì không bao giờ làm cho tất cả các bác thất vọng. Đây các bác có thể nhìn thấy không đấy, đối với con này thì nó sử dụng hai loại côn, một là dòng côn của dòng DK DK Pro A và C. Thì dòng này có là dòng côn đeo, và một cái dòng côn thông thường, đó là dòng côn giống như kiểu dòng microbiobia mà các bác vẫn sử dụng ở bên ngoài gia đình. Đấy, nói chung về chất âm con này thì nó mang lại cho các bác một cảm giác là hài hòa, nhẹ nhàng và trên tầm rất nhiều so với lại những dòng micro nhái, hàng rẻ tiền, hàng kém chất lượng các bác nhá. Chất âm của nó ra rất hay, mềm mại, xịn sò. Và giá tiền thì em cũng chỉ để cho các bác với giá rất là rẻ thôi. Anh em nhìn lại cái đầu thu một lần nữa để em sẽ giới thiệu cho các bác xem qua về cái mên mạch, cái ruột gan của nó. Đây, các bác nhìn thấy tất cả đây là vẫn còn nguyên giấy ni lông, vẫn còn nguyên seal hết các bác nhá. Em hiện hoàn toàn còn chưa bóc, chưa bóc giấy ni lông, mặt kính nó vẫn còn giấy các bác ạ. Đấy, quá đẹp. Và với dòng sản phẩm này thì thay vì em sẽ để một cái mức giá rất là cao, là tầm khoảng 6 triệu cho đến 7 triệu. Đấy, nhưng mà bây giờ vào cái khoảng thời gian này thì em Hiền cũng xin phép là xả cho các bác với giá cực kỳ là rẻ. Đấy, rẻ hơn bất kỳ một cái dòng mic nhái, mic chọn nào. Và các bác là những người thông thái thì các bác có thể nhìn thấy đây chính là một cái tay micro của nó đây các bác này. Đấy, ở trên này thì vẫn còn cái tem của số phòng hát đây, và số phòng 308. Đây các bác nhìn này, số phòng 308 là đây, nó chính là những cái tem mà người ta dán vào để người ta nhớ rằng là cái tay mic này của nó là cái tay mic của số phòng 308. Đó, và ruột gan của nó thì cực kỳ là đẹp. Đấy, dòng này thì sóng sánh của nó cũng khá là ổn định. Đấy, côn này của nó là côn A và C của hãng DK Pro các bác nhá. Đấy, tiếng tăm nó rất là hay. Đấy, đối với hai dòng côn này của nó thì em cô Hiền cũng đã thử. Đấy, chất âm của nó thì như nhau. Đấy, không có gì thay đổi, và kể cả nó chỉ khác về cái chui này thôi. Còn nói về cái tay thì em cũng đã cho anh em thợ vệ sinh dọn dẹp, đấy, tút tát, đấy, rất là đẹp rồi. Còn một số con cái dọn của nó bị xấu ấy, thì em đã lên hàng dọ bài ư cho các bác nhá. Đây là độ dọ nhá, đấy, độ dọ của dọ hợp kim, dọ inox của bài ư Vinamix. Thì ví dụ cái nào dọ nó còn đẹp thì thôi, còn nếu mà dọ mà nó xấu thì em sẽ độ dọ bài ư Vinamix lên cho các bác. Đấy, các bác yên tâm rằng đây là một cái sản phẩm rất đáng để mua. Và cho các bác xem qua về cái nội thất của nó đây. Nội thất thật sự là rất là đẹp. Đây các bác nhìn thấy không? Trời ơi, con này nội thất rất đẹp luôn các bác nha. Toàn bộ là xử lý bằng những con IC4558 và những con tụ nhôm. Đây, nó giúp cho bộ micro này hoạt động hoàn hảo hơn bất kỳ lúc nào. Đây, tiếng tầm hay, chất lượng. Và quan trọng nhất là cái với cái mức giá tiền này, các bác chỉ bỏ ra một cái số tiền rất lẻ thôi. Đây, ở đằng sau có hai rắc cao đông này, rắc 6 ly này. Đây, hệ thống com này, tinh chỉnh này. Đây, hỗ trợ hố rít này, anten này, và cắm điện của nó là nguồn 12V, cắm vào điện 220V thông thường các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy bên mạch của hàng nhái và hàng rẻ tiền nó khác nhau hoàn toàn. Và bây giờ thì em Hiền cũng đã cho các bác xem qua về cái tay rồi. Tay của nó thì cũng dùng một từ là rất là đẹp. Đấy, thợ thuyền của em là vệ sinh lau chùi tốt tát trước khi gửi hàng cho tất cả các bác. Và đầu thu thì anh em cũng đã nhìn rất kỹ rồi nhá. Và bây giờ thì một cái phần mà em xin phép đã test tiếng, nghe thử về chất âm nhá. Alo, 67. Rất tốt luôn các bác nhá. 67. Đấy, đấy là cái hệ thống reverb em để rất là nhiều, và bây giờ thì em sẽ giảm bớt cái reverb đi để cho các bác nghe cái tiếng nó khô hơn,
nó mộc hơn, chi tiết hơn để các bác cảm nhận thấy là cái chất âm của con này nó như thế nào các bác nhá. 6 7 8 9 10 1 2 2 2 6 6 7 7. Alo 1 2 2 2 6 6 7 7. Alo tiếng tăm rất tốt luôn các bác nhá, và hệ thống hỗ trợ hút zip của nó cũng cực liệt kỳ là tốt. Nếu mà để nhiều thì vọt thì các bác nghe nó không rõ. Đấy, thì em giảm bớt cái reverb đi để các bác cảm thấy là cái tiếng của nó là nó rất là ok. 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Alo. Và với bộ sản phẩm này thì em cũng xin phép để cho các bác với giá cực kỳ là tốt. Đấy, một cái thương hiệu đến từ Hàn Quốc, Maybelline M3. Đấy, và được sản xuất lắp ráp này đa phần tại thị trường của Đài Loan. Em xin để cho anh em với mức giá chỉ có 1.200.000. 1.200.000 đồng một bộ micro như thế này các bác nhá. Đấy, quá rẻ so với lại quy định. Và tất cả các bác chúng ta ai là những người bổ kết bộ micro Maybelline đẹp cả về hình thức, đấy, tốt cả về chất lượng, thì các bác nhanh tay nhấc máy gọi điện. Đấy, 1.200.000 bảo hành 3 tháng. Đấy, hỗ trợ cho anh em chọn đời. Đấy, anh em ai mà kết bộ micro này thì nhanh tay nhé, bởi vì số lượng không có nhiều thì em trả thanh lý rẻ nhất có thể thôi, rẻ hơn so với mức giá ở bên ngoài tầm khoảng từ 4 cho đến 500.000 đồng, đúng không ạ? Rẻ hơn từ 4 cho đến 500.000 đồng rồi. Cho nên là các bác chúng ta cố gắng đấy, nhìn thấy ok phát là gọi điện ngay để chốt đơn, em sẽ gửi hàng về cho các bác. Rồi, và cảm ơn tất cả các bác đã xem video. Chúc cho tất cả các bác một ngày mới luôn luôn vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc, sức khỏe, và số điện thoại em ghi ở bên dưới các bác nhá. Xin chào.